Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 7 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, dạnh áp thấp vẫn tiếp tục hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ và gây thời tiết xấu. Với xu hướng có mây đối lưu phát triển rất mạnh, gây ra mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Thời gian có mưa lớn sẽ tập trung từ chiều tối đến sáng hôm sau, và trong đó tâm mưa xuất hiện chính ở các tỉnh vùng núi với khả năng có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang ngày 9, 10 tháng 9, hội tụ gió trên cao suy yếu dần, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ cũng sẽ chuyển tốt hơn. Mưa dông giảm cả về diện và lượng. Mưa rào và dông chỉ còn xảy ra ở mức độ rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Tuy nhiên, thời tiết có mưa vẫn chiếm ưu thế và khả năng còn kèm theo thời tiết nguy hiểm nên các hoạt động ngoài trời vẫn chưa mấy thuận lợi. Đối với các tỉnh Trung Bộ, thời tiết trong những ngày tới nhìn chung khá tốt và ổn định. Trên toàn khu vực phổ biến ngày nắng mạnh, chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó thì vào ngày đầu, nắng nóng sẽ còn xảy ra nhiều ở các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở khoảng 33-36 độ. Nhưng sau đó nắng nóng sẽ thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra cục bộ và cường độ không mạnh. Riêng khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An do nằm gần rãnh áp thấp ở Bắc Bộ nên về chiều và tối sẽ có mưa dông nhiều hơn ở các tỉnh thành khác của Trung Bộ. Nên du khách cũng cần phải thận trọng và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thời tiết nổi bật trong thời điểm hiện tại vẫn là trạng thái mát mẻ, không khí dễ chịu cả ngày và đêm. Đặc biệt là vào các khung giờ của buổi sáng và trưa, thời tiết ít mưa, nắng đẹp nhưng dịu nhẹ nên rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời với nhiệt độ cao nhất ngày ở khoảng 29-32 độ. Riêng tại Đà Lạt thì chỉ từ 24-26 độ. Nhưng bên cạnh đó, những cơn mưa dông vẫn xuất hiện xen kẽ trong ngày, đặc biệt là vào khoảng từ chiều đến tối, mưa xuất hiện nhiều nhất. Thậm chí có những điểm mưa vừa mưa to kèm theo dông và sét. Do vậy, du khách cũng nên lưu ý khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào khoảng thời gian này. Đến với các tỉnh thành Nam Bộ, thời tiết trong những ngày tới sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của gió mùa Tây Nam kết hợp với rìa phía Nam của rãnh áp thấp có xu hướng bị nén dần xuống phía Nam. Do vậy, những cơn mưa rào sẽ có khả năng xảy ra trên diện rộng, khoảng trên 1/2 diện tích khu vực. Mưa dông sẽ tập trung chính vào buổi chiều và tối, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Còn vào buổi sáng và trưa thì thời tiết sẽ tốt hơn, ít mưa và trời có nắng với mức nhiệt độ cao nhất ngày ở vào khoảng 31-34 độ. Cũng nằm trong xu thế thời tiết chung của khu vực nên tại Tây Ninh, trong 3 ngày tới phổ biến sáng và trưa trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày hầu như không vượt quá ngưỡng 33 độ. Chiều tối và tối có mưa dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Do vậy, du khách cũng nên lưu ý để có kế hoạch sắp xếp lịch trình cho phù hợp với sự thay đổi trong ngày của thời tiết. Nằm tiếp giáp giữa ba ngọn núi là núi Bà Đen, núi Phụng và núi Heo, thung lũng Ma Thiên Lãnh thuộc địa bàn xã Thạnh Tán, thành phố Tây Ninh. Nơi đây còn sở hữu những cánh rừng nguyên sinh, những con suối trong veo len lỏi qua từng vách đá, tạo nên cảnh quan đầy hoang sơ kỳ vĩ nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Ngoài ra thì nơi đây còn sở hữu hồ đá xanh thẳm nổi bật giữa núi đá trùng điệp và sắc xanh đầy sức sống của thảm thực vật tươi tốt, hay là con suối vàng trong veo chảy từ trên núi xuống, len lỏi qua những hốc đá rồi chảy xuống dưới chân thung lũng, và cả hang ông hổ sâu hun hút gắn liền với những truyền thuyết đầy kỳ bí. Tuy vậy, để chinh phục những điểm đến kỳ thú của thung lũng Ma Thiên Lãnh, du khách sẽ phải vượt qua một chặng đường đầy gian nan và có phần treo leo hiểm trở khi mà phải treo đèo lội suối, nên du khách nên chỉ phù hợp với các bạn trẻ ưa thích khám phá và mạo hiểm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì các bạn cũng nên có sự chuẩn bị kỹ càng và không quên cân nhắc đến yếu tố thời tiết. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.